Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Sắc Màu Văn Hóa, được phát sóng vào sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình của Học viện MC Academy. Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người Việt thường có tục đi lễ chùa để gạt bỏ đi những ưu phiền và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc sẽ đến với gia đình. Tuy nhiên, đối với nhiều người, đi lễ chùa không đơn thuần chỉ để ước nguyện mà còn để hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh. Nếu như quý vị và các bạn cũng đang muốn tìm một chốn vãn cảnh đầu xuân, thì hãy cùng theo chân chúng tôi tới thăm chùa Nghệ Sĩ, hay còn gọi là Nhật Quang Tự, nơi được coi là một cõi đi về, nương náu tâm hồn cho những người nghệ sĩ. Nằm ven làng Hoa Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngôi chùa vốn có tên là Nhật Quang Tự, nhưng từ lâu vẫn được người dân gọi là chùa Nghệ Sĩ. Khuôn viên rộng rãi, không gian yên tĩnh và với lối kiến trúc không quá nổi bật, chùa Nghệ Sĩ được rất nhiều người biết đến. Đây là nơi an nghỉ của hơn 700 nghệ sĩ đã từng nhiều năm gắn bó với ánh đèn sân khấu. Họ chủ yếu là nghệ sĩ cải lương. Kính thưa quý vị và các bạn, đôi khi có những người bạn phương xa tới và hỏi Vân Hà rằng thành phố này có điều gì mà đặc biệt? Vân Hà có thể tự hào mà trả lời rằng, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, ngoài những địa điểm vui chơi thu hút khách du lịch, thì thành phố còn có một địa điểm, một nơi chốn mang đậm chất văn hóa mà không phải ai cũng biết tới. Đó chính là Nhật Quang Tự, hay còn gọi là chùa Nghệ Sĩ, nơi đầu tiên và duy nhất trên thế giới dành riêng cho giới nghệ sĩ. Chùa có tên là Nhật Quang, rất thân thuộc với người dân Sài Gòn, đặc biệt là giới mộ điệu, nghệ sĩ cải lương. Người ta quen gọi là tên chùa Nghệ Sĩ. Không chỉ là ngôi chùa thờ Phật, chùa Nghệ Sĩ còn là nơi chôn cất của hàng trăm nghệ sĩ tài danh lừng lẫy của sân khấu, như nghệ sĩ Phùng Há, Ba Phân, Minh Phụ, Út Trà Ôn, Đức Lợi, Kiều Hoa. Những cái tên làm nên sức sống mãnh liệt, hào quang rực rỡ một thời cho giới mộ điệu cải lương, điện ảnh và sân khấu kịch. Năm 1958, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đã vận động hội ái hữu nghệ sĩ mua mảnh đất ở quận Gò Vấp để làm nơi ăn nghỉ cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến tận năm 1970 thì ông Bầu Xuân gánh hát dạ Lý Hương mới mua lại am thờ tự của ông Bầu Nam Công để xây dựng Nhật Quang Tự. Hiện nay có hơn 10 người, vừa là những Phật tử, vừa là những nghệ sĩ già, tự nguyện sống tại đây để làm công quả. Khác với những địa điểm văn hóa tâm linh đông đúc dịp đầu xuân, chùa Nghệ Sĩ mang một vẻ tĩnh lặng và yên ắng. Xung quanh khuôn viên chùa là những tiểu cảnh tươi xanh, yên bình. Nét đặc trưng của chùa Nghệ Sĩ chính là do nghệ sĩ thành lập và điều hành. Chùa không chỉ là nơi nghệ sĩ tìm về và tu tập, hướng tâm về Đức Phật, mà còn là nghĩa trang, nơi an nghỉ của các nghệ sĩ. Đối với những người yêu nghệ thuật, mà đặc biệt là nghệ thuật cải lương, thì Nhật Quang Tự cũng giống như một bảo tàng thu nhỏ, nơi lưu giữ những hình ảnh, những kỷ vật đã gắn bó với cuộc đời của những người nghệ sĩ tài hoa. Ngoài giới nghệ sĩ, chùa cũng đón rất nhiều đoàn du khách là sinh viên các trường đại học, các đoàn làm phim, phóng viên các báo đài, du khách nước ngoài về tham quan vãng cảnh chùa và thắp những nén tâm nhang bày tỏ lòng tri ân tới những thế hệ nghệ sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nghệ thuật. Hàng năm, người ta thường tổ chức biểu diễn ca cổ và hát cải lương ở đây như một sự nhớ lại và trở về, một chốn bình yên cho sự gặp gỡ. Họ vẫn như ngày xưa, cùng hát trên sân khấu, những nghệ sĩ về chùa đều chắp tay khấn cho tổ nghiệp, cùng những sư phụ đã dựng cho họ một sứ mệnh thiêng liêng, gìn giữ và phát huy nền nghệ thuật cải lương hàng trăm năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc hành trình tới thăm chùa Nghệ Sĩ. Hy vọng là với gợi ý vừa rồi từ chương trình, quý vị và các bạn sẽ có thêm một lựa chọn cho dịp du xuân đầu năm mới. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.